Nụ hồng hoa tác dụng và giá bán mới nhất hiện nay. Hoa hồng là loài hoa biểu tượng cho tình yêu, hạnh phúc được rất nhiều người yêu thích bởi đây là loài hoa rất đẹp, lại có hương thơm dễ chịu. Thế nhưng, ở vùng núi Tây Bắc có một loại hoa hồng không chỉ đẹp mà nó còn được gọi là một vị thuốc quý bởi loài hoa này có nhiều công dụng rất tốt cho sức khỏe con người, đó là nụ hồng hoa. Nụ hồng hoa là gì? nụ hồng hoa nó còn có tên gọi khác là hồng lam hoa đỗ hồng hoa mạt trích hoa hồng hoa thái kết hồng hoa sinh hoa tán hồng hoa hồng lan hoa trích hoa thạch sinh hoa đơn hoa tiền bình hồng hoa tây tạng hồng hoa lạp hồng hoa nguyên hồng hoa hoang lan hoa dương hồng hoa nụ hồng hoa có tên khoa học là carhamus tinctorius l thuộc họ Cúc, Asteraceae. Đây là một cây thuốc quý. Cây thảo cao hơn mờ, thân nhẫn, đứng thẳng, có vạch dọc, trên có phần cành. Lá mọc so le gần như không có cuống, bẻ, đầu chóp nhọn như gai, mép có răng cưa nhọn không đều, mặt lá chân màu xanh sẫm, gần chính giữ lồi cao. Cụm hoa gồm nhiều hoa nhỏ, màu đỏ cam, đẹp, lá bắc có gai. Hoa có ống dài hình tên, trên có 5 cánh đỏ như tua sợi, hoa cái giữa có nhụy vàng, kết quả vào dưới ống. Quả bể hình trứng có 4 cạnh lồi. Mùa hoa vào tháng 6 đến tháng 8, mùa quả vào tháng 8 đến tháng 9. Loại hoa này được trồng nhiều ở vùng Hà Giang, Sapa, Lào Cai. Hàng năm, cứ đến đầu hè, khi hoa đang nở, Cánh hoa đang chuyển từ màu vàng sang đỏ thì người dân bắt đầu thu hái. Sau khi thu hái về, hoa sẽ được để nơi thoáng gió và nơi có ánh nắng hoặc phơi trong râm để làm khô dần. Loại hoa thảo dược này không giống những vị thảo dược khác đó là không phơi trực tiếp ngoài nắng để không bị biến màu. Sau khi phơi khô, thì cho hoa vào túi ni lông để bảo quản tránh nấm, ẩm, mốc. Công dụng của nụ hồng hoa nụ hồng hoa có vị cay tính ấm vào hai kinh tâm can nên có rất nhiều công dụng đối với sức khỏe con người thông gan thoáng khí cân bằng nội bài tiết tố đồng thời có tác dụng điều chỉnh và cân bằng gan dạ dày tiêu trừ mệt mỏi cải thiện thể chất có tác dụng hoạt huyết khô ứ thông kinh chủ trị các chứng đau kinh kinh bế sau sinh đau bụng đau do ứ huyết các chứng trương hà tích tụ đau khớp ban trần giảm nhẹ bệnh huyết quản tim làm đẹp dưỡng dung nhan giúp cải thiện da khô tẩy trừ vết thâm nám trên da có tác dụng an thần chấn tĩnh giúp giảm căng bằng kích thích và lưu thông máu ở vùng bụng điều hòa lưu thông khí huyết ở lục phủ ngũ tạng cách sử dụng nụ hồng hoa khô Sử dụng nụ hồng hoa khô giống như bạn pha trà hàng ngày. Mỗi ngày dùng khoảng 6 đến 10 búp nụ hồng hoa khô, cho vào cốc, thêm nước đun sôi vào là dùng được. Nếu kèm thêm một ít táo đỏ hoặc một ít sâm sẽ tăng thêm hương vị của trà và có tác dụng bổ dưỡng khí huyết. Đối với người bị bệnh về thận có thể thêm vào một ít vỏ quýt khô. Đặc biệt, khi ngâm nụ hồng hoa vào nước ấm khoảng 5 đến 7 phút các bạn có thể tận dụng những cánh hoa này đắp lên mặt, đợi khô rồi rửa mặt lại bằng nước ấm. Kiên trì trong thời gian dài, bạn sẽ thấy da mặt trở nên hồng hào hơn trông thấy. Tuy nhiên, có một số lưu ý khi sử dụng trà nụ hồng hoa đó là không được thêm trà mạn hay lá chè xanh vào cốc nước hồng hoa, vì chất axit tannic có trong trà sẽ làm giảm các công dụng của trà. Đặc biệt phụ nữ có thai và kinh nguyệt nhiều tuyệt đối không sử dụng loại trà này